Chồng ơi, lấy cho vợ ly nước đi, vợ khát quá. Em không tự đi lấy được à? Chỉ là mang bầu thôi mà. Mà ở nhà em có phải làm gì đâu. Được rồi, vậy để em cho anh biết cảm giác mang bầu nó vất vả anh thế nào nhá. Được, thử anh thử luôn. Để xem. Bầu gì? À. Qua đây lau đi. Qua đây này, lau sâu vào. Này cái gì? Sâu vào, tiếp trong kia kìa. Sâu nữa. À, rồi giờ làm gì nữa? Tôi tắt đi chồng. Tôi tắt gì? Gì nè. Mai mới được ngủ. Nặng hôm nay không ngủ. Này sẽ chọc xong cho vợ tốt hơn. Ôi.